series hướng dẫn tất cả mọi thứ về Valorant. Ở tập 2 này mình sẽ giới thiệu với mọi người về cách sấy của Phantom và Vandal cũng như sự lựa chọn giữa hai loại súng trong các tình huống. Lưu ý với anh em là như đã nói ở tập 1, ở trong Valorant này bạn không nên lạm dụng việc sấy quá nhiều, nên ưu tiên của việc tap và burst nhiều hơn. Chỉ nên sấy khi địch đang rớt vào site với số lượng từ 2 đến 3 người đổ lên. Điều thứ hai là ai cũng có những lần spray lỗi. Khi mà bạn cảm thấy là mình spray đang không trúng địch, nên dừng việc spray lại và đứng lên counter strafe, tap và burst thay vì tiếp tục ngồi sấy đến hết băng đạn. Như thế thì nó sẽ không hiệu quả bằng việc tap và burst. Đồ. Để muốn biết đường đạn pattern sấy của một khẩu súng, bạn có thể giữ chuột trái sấy vào tường. Thì như bạn đã thấy, súng trong Valorant thì thường sẽ đi theo hình số 7 từ dưới lên, xong rồi trái và phải. Thì khi mà bạn muốn tập sấy thì bạn chỉ cần vẽ ngược lại những cái đường đạn khi bạn bắn trên tường. Đầu tiên là kéo kéo chuột thẳng sang phải rồi sang trái. Tưởng tượng như là khi mà bạn sấy vào tường nó có hình nào thì bạn chỉ cần làm ngược lại so với hướng đấy là được. Tức là kéo thấp xuống, sang trái, sang phải. 10 viên đầu tiên thì bạn sẽ chỉ việc kéo thẳng và sang trái một chút. Rồi sau đó sẽ là đi sang, đường đạn nó sẽ bị lệch sang bên trái thì mình sẽ phải kéo sang bên phải. Và sau đó là sang bên trái. Ngược lại so với lúc mình sấy vào tường, nó sẽ là như này. Kéo thẳng xuống trái phải, đây là hơi lỗi một chút, thẳng xuống sang bên phải trái phải. Nếu mà bạn làm chuẩn thì mình nghĩ là với 25 viên ban đầu nó sẽ vào một chỗ khá là dễ, vì khẩu ban đầu này đường đạn nó khá là chậm, nên là cũng nó chỉ có một vấn đề là nó hơi giật, nên là sẽ hơi khó để kiểm soát cái mức độ kéo xuống một chút. Còn việc kéo sang hai bên thì nó khá là đơn giản. Ở Phantom thì đường đạn nó cũng sẽ giống là số 7 ngược, giống như khẩu Vandal. Nhưng có một vấn đề là khẩu Phantom này tốc độ ra đạn sẽ khá là nhanh, nên khi bạn kéo tâm xuống hay là sang phải trái thì nó sẽ phải nhanh hơn một chút. Nhưng bù lại thì khẩu Phantom nó sẽ rất là ít giật. Như bạn đã thấy thì số 7 ở đây nó rất là nhỏ, nó không giống như khẩu Vandal. Vandal nó sẽ giật rất là cao, số 7 nó sẽ rất là to. Còn số 7 của khẩu Phantom nó sẽ ít hơn hẳn, nó bé hơn hẳn so với Vandal. Nên là khi bạn sấy khẩu Phantom này bất kỳ khoảng cách nào, bạn chỉ cần kéo xuống thấp hơn, kéo xuống ít hơn một chút so với khẩu Vandal là được. Khẩu Phantom này gần như khi bạn sấy bạn sẽ không phải kéo kéo chuột quá là nhiều, chỉ cần một chút so với đặt tâm lúc đầu, nó không giống như khẩu Vandal. Chỉ có một điều là khi bạn bắn khẩu này được tốc độ đạn nó ra quá là nhanh, nên là nhiều khi bạn sẽ bị cảm giác như là khó kiểm soát. Trong thật ra Phantom rất dễ là sấy, gần như bạn chỉ việc đặt tâm một chỗ ấn sấy, không phải làm gì nhiều. Bắn vào tường vẽ ra số 7, kéo chuột trái phải trái trái phải. Vậy thôi. Để phân tích về hai khẩu Vandal và Phantom, những lợi thế của hai khẩu súng. Đầu tiên mình sẽ nói về khẩu Vandal. Khẩu Vandal thì như mình đã nói, lợi thế là gì? Ở bất kỳ khoảng cách nào, một viên vào đầu là chết. Nên nó sẽ phù hợp với những map có những vị trí đấu skill như kiểu là Breeze và Icebox. Vì như kiểu bắn Breeze thì bạn sẽ phải đấu skill ở A main và B main, mid khá là nhiều, khoảng cách nó khá rất là xa. Còn như ở Icebox bạn sẽ đấu nhau ở Bell, bạn sẽ đấu nhau ở B main, khoảng cách nó cũng rất là xa và nó là những chỗ góc hở đầu. Thì như lúc đấy Vandal nó sẽ phát huy hết sức mạnh của nó. Còn vì như kiểu Phantom thì Phantom nó có tốc độ ra đạn nhanh, khả năng chạy bắn tốt hơn hẳn so với Vandal. Trong những tình huống như các bạn muốn rớt vào site nhanh, cần tốc độ hay là phải quay nhiều hướng bắn liên tục thì Phantom là một sự lựa chọn hợp lý. Ví dụ như kiểu khi bạn entry vào U-Haul và hookah của map bay thì bạn sẽ như kiểu con dẹt, bạn sẽ dash vào đứng trong smoke, bắn trong smoke, cố gắng dễ dụ ở trong đấy. Thì lúc đấy Phantom nó sẽ cho bạn thêm 5 viên đạn, tốc độ bắn nhanh hơn. Ở mức rank của mình thì những vị trí gần như thế thì đa phần mình nghĩ là phải đến 60% là những người cầm Phantom ở lợi thế ở tầm gần sẽ lợi thế hơn là với Vandal.
thì tốc độ nó ra đạn nhanh nhanh hơn hẳn rất là nhiều. Và ở tầm gần thì không có chuyện là một viên vào đầu không chết. Một viên vào đầu lúc đấy của Phantom và Vandal nó đều là như nhau. Nó là rất công bằng. Thế nên là thường thường thì những map Icebox với Breeze thì người ta sẽ bắn Vandal nhiều hơn. Mình không nói là tất cả sẽ đều bắn Vandal, nhưng mà những map đấy thì khi bạn muốn dùng một tactic nào đấy thì trước khi dùng tactic bạn phải chiếm map. Mà chiếm map thì tất cả chỗ đều xa, thì khẩu Vandal nó sẽ mang lại một chút lợi thế so với khẩu Phantom. Còn khi đi bắn giải thì các bạn sẽ nhìn thấy Phantom nhiều hơn Vandal rất là nhiều. Đa phần player sẽ dùng Phantom vì sao? Vì khi bắn giải thì người ta sẽ đa phần set up dùng tactic các thứ, không phải là đi YOLO bắn nhau nữa. Thì khi mà dùng tactic rồi thì sẽ là bắn nhau ở khoảng cách tầm gần. Tầm gần thì rõ ràng Phantom là một lựa chọn hợp lý hơn rồi. Và đổi mạng, tốc độ đổi mạng nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thế nên là bắn rank thì Vandal sẽ nhiều hơn Phantom, nhưng bắn giải thì Phantom sẽ nhiều hơn Vandal. Đại loại như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân mình thì mình là một Sova player. Sova là sẽ một dạng như kiểu là support. Nó giống như kiểu Sage hay là controller như kiểu Omen, Brimstone hay Astra vậy. Thì nó sẽ là người đi vào sau. Không giống như là Duelist. Duelist sẽ đi vào trước, như kiểu Zed, Ray, Jet, Graze, Reyna các thứ. Thì sẽ dash vào side, bay vào side, đi trước. Thì mình là một Sova player, mình một dạng support thì mình sẽ đi sau. Đi sau thì mình sẽ thường bắn nhau ở khoảng cách xa. Cái lúc đấy thì mình sẽ chọn Vandal. Tại vì ở khoảng cách xa mình cần một khẩu súng có một lượng đam có thể đổi mạng cách nhanh nhất có thể, thì Vandal sẽ mang lại lợi thế nhiều hơn. Còn như kiểu Jet dash vào side bắn nhau ở tầm gần thì Phantom sẽ là một chọn hợp lý. Tất nhiên là trừ map Icebox và map Breeze thì vẫn có thể dùng Vandal để đấu skill ở Bell và A main B main Breeze trước. Còn khẩu Phantom này mình nghĩ hợp lý nhất là sẽ cho những Sentinel như kiểu là Cypher và Killjoy. Vì Cypher và Killjoy thường có xu hướng là setup trong side, bắn dựa trên setup thì lúc đấy địch sẽ tràn vào side, khoảng cách nó sẽ là thu hẹp lại rất là nhiều. Và số lượng đi vào nó cũng rất là đông, thì Phantom nó sẽ cho bạn khả năng kết liễu địch nhanh hơn và tốc độ bắn nhanh hơn để có thể đổi 1, đổi 2, đổi 3. Mình trong Valorant này thì mình sẽ chọn Vandal và Phantom tùy theo tình huống. Như kiểu là nếu địch yếu tiền eco, địch sẽ cầm lục chạy bắn nhiều thì Phantom nó sẽ hiệu quả hơn. Thì Vandal tốc độ ra đạn nó rất là chậm, nó chậm hơn Phantom rất là nhiều. Nó sẽ không thể bắn kịp theo mấy thằng chạy cầm lục chạy bắn. Thì lúc đấy mình sẽ chọn Phantom. Nhưng mà round 3 thì mình sẽ chọn Vandal. Hoặc là nếu mình bắn Killjoy, Cypher setup ở map Split chẳng hạn thì mình cũng sẽ chọn Phantom. Vì cái map này nó bé, khoảng cách nó gần, Phantom nó sẽ lợi hơn Vandal. Đại loại là như vậy. Về cách sấy cũng như lợi thế giữa hai khẩu súng, nếu anh em thấy hay thì đừng quên like và sub cho channel của mình. Đừng quên comment điều mà bạn muốn mình hướng dẫn ở tập số 3. See you!